Xin chào anh em nhé. Hiện tại thì Hải đang ở Ocean Park. Đây, đằng sau Hải là đại học này. Đó. Thì bây giờ Hải lại có làm test tiếp một chuyến taxi xanh từ Ocean Park này về tận VinSmart City, cũng khá xa đấy. Chuyến đi này trên app báo là 328k cho 26 cây. Đấy, là đang giờ là 2:30 chiều ngày chủ nhật, thì chắc là không phải giờ cao điểm lắm nên là hiện tại là chi phí ra như thế nhá. Đây là xanh nhá. Chờ xe mất khoảng tầm 10 phút. Khi mà mình sang công ty taxi xanh này ấy, thì cái việc là cược một khoản tiền nào đấy hay như nào? Có. Cái cược của bên công ty là 8 triệu. 8 triệu. Ồ, cũng thấp đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Mọi người phải đóng vào khoảng 8 triệu nó cao. Nhưng đấy mình nói chuyện là bình thường. Gọi một có chút ràng buộc thôi. Đúng rồi. Nó như chả là đáng bao nhiêu cả. Ví dụ em nói thật, ví dụ như là bây giờ một nhân viên sale thì bán xe ô tô không ạ? Đúng là bình thường thôi, không phải xe sang gì ạ. Cược 20-30 triệu là bình thường. Vì là như một số hãng là phải mua một số tiền khá lớn để mà mua bao nhiêu cái phần trăm cái xe kia. Và đúng cái xe mà. Vì bản thân đó, chúng là cái của em lái xe hả? Sử dụng con xe này cũng gần tiền tỷ rồi, đúng không? Cược thực tế nó có 8 triệu thì có đáng là bao nhiêu đâu. 8 triệu trách nhiệm. Nó gọi là phần một phần trách nhiệm vào để gắn bó, bảo dưỡng chạy xe làm sao nó không được cái như là phá cái xe quá xe mới như vậy. Đây thì Hải có check đặt thử so sánh cái bảng giá giữa taxi xanh với lại một số hãng khác. Ví dụ như là đối với app của MyLink thì cùng đặt cái chuyến cuốc từ Ocean Park sang Smart City nhà mình thì MyLink sẽ là giá 4 chỗ nhỏ là 425.000. Có đặt thử bên app B thì giá cước là 326.000, thì cũng khá là tương đương với cước phí của xanh taxi. Có Grab thì thấp hơn hẳn, là Grab K tối đa 4 hành khách là 279.000. Còn lại là Grab Taxi thì của họ lại cao hơn. Grab Taxi 4 chỗ thì lại hơn 300.000. Thì không hiểu Hải, không hiểu cái chỗ đấy lắm. Nên là mình cứ tính tạm thời đấy cái giá Grab K bình thường là cái phí là đang rẻ nhất đến cái thời điểm bây giờ. Còn lại là hiện tại thì vẫn đang là thử nghiệm đi nội bộ nên là khả năng là sẽ cũng chưa có áp cái chương trình khuyến mại hay bất kỳ cái gì vào. Còn lại là khi mà 14 tháng 4 mà chạy thực tế đối với khách ngoài thì cũng không biết là bên hãng có chương trình gì khuyến mại cho thúc đẩy cái việc mọi người đi thử hay không. Thì lúc đấy nếu mà có thì phí nó sẽ giảm hơn. Thì ngay cả bên Grab kiện thế là hiện tại người ta đang có một cái chương trình giảm giá rồi, 328.000 xuống còn 279.000. Có một nhà đang đi K3 cũng thấy taxi xanh chạy là mở cửa ra cũng nói chuyện kiểu hai bố con thì phải, nói chuyện về cái taxi này. Điều đấy nó cũng là một cái thứ khá là hay vì nó cũng là một cái mới mẻ mà mọi người gần đây cũng xôn xao bàn tán nhiều về câu chuyện là tại sao VinFast bán xe mà lại làm ra cả taxi nữa, vì trước giờ là không một cái hãng nào như thế cả, nên là cũng là một cái thứ mà gọi là khiến mọi người bàn tán nhiều hơn. Trên mạng thì nó sẽ vô cùng ở cái vấn đề là góc nhìn, mỗi góc nhìn của mỗi người về cái bản chất tích cực khác nhau thì mọi người sẽ có cái góc nhìn khác nhau về cái vấn đề là tại sao VinFast làm taxi. Nếu mà ai hiểu thì sẽ hiểu được cái bản chất đấy, còn nếu ai không hiểu thì thôi, nói chung là cũng không bàn thêm. Còn lại là ai mà chưa muốn hiểu thì xem vài clip khác nhé. Vài cái clip khác mà Hải làm với cái taxi xanh này để mọi người sẽ biết được lý do tại sao. Anh chạy cái này trước anh có chạy xe gì hay không? Mình chạy xe gia đình. Xe cá nhân của mình luôn. Xe cá nhân của mình. Thì thế bên công ty có cổ phần thành lập công ty mới thì mình cũng muốn, thứ nhất là
mình cũng sẽ trải nghiệm dòng xe điện để nó như thế nào. Cái nhất, cái thứ hai là mình thấy cái lợi ích mà khi mình chạy cái xe này nó đảm bảo người sử dụng đấy, cho khách hàng đấy. Thứ ba là cái dòng xe này nó không ảnh hưởng đến môi trường, thân thiện môi trường. Cái nữa là cái tiền lương. Theo những chính sách ban đầu thì em thấy là nếu mà chạy taxi như này thì đảm bảo tiền lương, thế là anh em chạy cũng rất ok, Lương thì ngộ cũng nhiều cao. mà đâu có lương cao. Mấy cái nữa là mình cũng vào một môi trường đào tạo mà quản lý nó cho mình vào một cái khuôn khổ Hơn là thị để trường cho tự mình do. nó đúng mình tự do mình thích. Nhưng bây giờ bản thân mình cũng thể là có thể từ tốn, nhưng mà khi lúc mình vào đây môi trường đây thì mình phải thực hiện một cái khác chỉn chu hơn, đúng không? Vì mọi người nói thôi, mình cũng phải vào mình cảm nhận nó như thế nào, đúng không? Để rèn được rèn mình, đúng không? Để mình muốn hoàn thiện được thì mình phải rèn, mới vào môi trường mới rèn được chứ. Bởi vì là tôi muốn cái dao sắc nhưng phải không chịu lửa, không chịu đập đánh thì làm sao là thành dao sắc được, đúng không anh? Trước là Đó. anh chạy xe gì? Em chạy thằng xe 5 chỗ 7 chỗ Innova. Hiện tại thì anh đang chạy quanh Austin thì tính là một ngày cái với cái kiểu mà trạng thái đang thử nghiệm như này thì một ngày thì anh sẽ tính tổng đơn của anh được khoảng bao tiền? Chạy lung tung ở ngoài quanh này, nhưng chọn chạy được tầm khoảng triệu rưỡi đến triệu tám. Cuộc dài cũng ngắn, ví dụ như là hồi một cái kết hợp ra là ví dụ như là đây là tính như là gặp được như này, là khi từ bên Ocean sang bên Time, sang bên Time là để à, không không đấy, Đi sang ngược bên lại bên Sim, sang bên Sim, Sim mới gặp sang bên kia, à, sang bên kia lại sang bên này. Thế là tức là khi mình có cuộc đó, tức là mình không bị cái thời gian trễ chạy trên đường. À, thế là mình sang bên này có khách luôn, mình sang vân bổ cho mày luôn. Thế cứ chạy sang đây tại vì là người tập đoàn này thì và thì hay hay test giữa các khu với các nhau. đang thì mọi người cũng đang đi lại. Thế ví dụ như là một bên này sang bên kia sang bên này. Đấy, thế thì mình được cái quả doanh thu như vậy thì nó cũng có sự hỗ trợ thì mình đạt được như vậy. Có hôm mình được 2 triệu. Và 2 triệu mà KPI có 600 nghìn thì cũng là khá là tốt. và Một ca là 24 giờ ấy, thì cái việc là mình chạy bao nhiêu là do mình, miễn sao là đủ KPI hay là như nào? bây giờ cứ chạy đủ làm sao, bây giờ cứ hôm trước bên tổ cứ chạy anh em chạy làm sao cứ đạt 20 giờ, 20 giờ được nghỉ. Nhưng mà chỗ lịch của em sao mà kia giờ trả khách thì đó khách gọi nhẽ là từ chối, à làm sao từ chối chạy không về được, là cứ thế khách gọi cứ thế làm chạy thôi. Và Coi như là cái tiêu chuẩn của mình là phải chạy 24 giờ, 20 giờ. không phải tầm khoảng hơn 12 giờ thôi và đấy Tức chứ là theo tiêu chuẩn gọi là công ty đặt ra là phải 12 giờ trên trên 12 ngày, giờ trở lên trên 12 giờ thì đổ lên. đấy. Tại vì hôm trước hỏi cái anh kia anh chỉ bảo là 1K 24 giờ thôi, nhưng Cả mà 24 giờ mình tính bắt đầu gọi 24 giờ mình có thời nhận gian xe nghỉ đúng không? đi, Thời và gian mình nhận mình dậy xe. mình nhận xe ví dụ như từ bắt đầu là 6 rưỡi bắt đầu 7 giờ bắt đầu ra làm việc chính đấy, chuẩn bị buổi sáng ra thì vệ sinh xe cộ thì buổi tối mình về hay muộn, có thể là mình tranh thủ đi sạc pin đấy, thời gian sạc pin thì có thể là chỗ bây giờ hiện tại pin này chỗ nó Vậy anh chưa cứ tính chưa trung bình là 6 giờ đến khoảng tầm 8-9 giờ tối là 8 giờ vừa, tối đấy, tầm là đấy hợp lý là hợp đủ. lý, mình có dưỡng sức để ngày hôm sau mình chạy tiếp. Vì tính 12 giờ đi đúng Đúng không? rồi, 12 giờ hay 12 6 giờ giờ đấy, thì mình chạy cố thêm tầm 2-3 tiếng nữa. 20 tiếng nữa, có thể lên 13 giờ, 14 giờ là bình thường. Cũng ok. Vâng. Anh thấy giữa cái việc mà chuyển đổi từ xăng sang điện thì sao? Thế nói từ xe xăng sang xe điện thì nó chạy nó dễ chạy hơn. Thế là thứ là về công nghệ thiết bị hỗ trợ cho mình, cho người lái rất nhiều, như là cảnh báo va chạm xung quanh xe. Có thể dù nhà xe nó đỗ sát đằng sau đằng trước này, có thể mình có thể cảnh báo va chạm phía trước hạn, ví dụ mình có sơ đang để dù mình đang đỗ đèn đỏ này, có thể mình nhỡ chân nhấc lên thì xe nó tự trôi hạn, nó cảnh báo sớm cho mình đấy, chia sẻ an toàn đấy, về về công nghệ. Còn xe chạy thì nó công suất thì nó rất lớn hơn là cái dòng mô men xoắn, nó lớn hơn là dòng xe xăng, chạy thoải mái. Hòa khoang ngồi lái mới ghế khách sau mới trước rất là rộng rãi, điều hòa rất là mát, Điều hòa công nhận là ngày rất là 34 mát. này E thì 34 là rất là mát, ok. như dòng xe xăng làm sao điều hòa các dòng sao mát được.
Đây là đèn 27 độ mặt nước 1. 27 độ 1 nó to, phải khá mạnh. Khá mạnh. Có dòng xe sử dụng xe điện này, công nghệ nó hỗ trợ cho mình rất nhiều, công nghệ rất hiện đại. Nếu mà dòng E34 này Cảm thấy nó ngàn hơn. chạy nó nhanh hơn thì ví dụ như là cái công cụ hỗ trợ cho những người lái chạy cho mình đỡ mệt mỏi. Về dung lượng pin taxi E34 thì đi từ coi như là 2:40 đến bây giờ là 4:20 phút, đâu đó là khoảng bao nhiêu nhá, gần 2 tiếng đúng không nhỉ? Gần 2 tiếng, gần 2 tiếng thì hết có 8% pin, có tắc tắc đường một đoạn, gọi là cũng tắc tầm khoảng 10 phút, 10 15 phút gì đấy thôi. Có 2 đoạn tắc, một đoạn bên dưới cầu, một đoạn lên cầu, thì 2 đoạn tắc. Đây thì cũng đi 26 cây, 26 cây và hết có 8% pin, từ 75% xuống 63%. Đây, trên bị rẽ góc này anh cũng thấy là khá là ok đấy.